30 tuần 2 ở Đài Đài Bến Tre. Năm nay có bóng hoa không? Dạ, con này 30 tuần. Còn 30 tuần này, đây là một cái đồ. À, con này có bao tròn ngồi áo lên. Áo này 600 mét vuông. Ngồi áo 600 mét vuông. Bao nuôi ngồi áo 600 mét vuông. Tổng diện tích bao nhiêu đấy? Tại tốn bao nhiêu con đấy? Hiện tại tôi là 15 con. 15 con là bao nhiêu ngày? 15 con là 100 ngày. Ok, ta sẽ chụp xem nào. Xem quay tôm 15 con ngài. 15 con. 16 con. Ê, xem. Ôi, tôm 15 con này. Ủa, bạn lên từng hết kìa. Đừng ngừng hả? Hôm nay khoảng mấy tấn ơi. Có tấn mấy rồi này? Ơn tấn hả? 5 con. 5 con là được một đứa đấy. 5 con là một đứa. 5 con là được một đứa. Có 2 ao tôm 15 con này à? Bên kia thôi 16 con rưỡi rồi. À, bên kia 16 con rưỡi hả? Qua bên kia cả bò sét nữa. Bên kia thôi rồi, bên này chưa căng lại. À, lát chai mà sao trực tiếp luôn. À, sạt chai cắt luôn hả? Tôm dòng CB 140 ngày tôm 15 con. Quay. Bắt ra mà được một đứa đó. Lấy một cân, lấy cân. Em xem nào. Ôi, người lông bàn tay đó. Tôm 15 con đây quý vị. À đây đúng dài bằng chai la vi. À Aquafina. Dài đúng bằng chai Aquafina. Con này nhỏ. Đây bà con. À, tôm 15 16 con này dài bằng chai Aquafina. Nó đang sống à? Không sao. Quay lại cho mình. Đứng sao đó? Thả đó mình chứ rồi. Mình từ gia công à? Dạ, từ gia công. Từ gia công. Ôi có tô này, có đẹp này, có trắng nha. Ồ, trắng nha. Để đi phòng báo cho tận. Có mặt không mắc à. Ê, anh em cảnh xa đó nhá. Không quay thôi rồi. Cho cái trái vào cái anh em. Cứ dùng bụng luôn cái trái bay luôn. Quay video đi bỏ đi. Bỏ đi.
Cái này 3.2 cho chưa bao nhiêu? 14.6 con. 14.6 con đúng rồi đó. Cái ai lên 19 con lớp chứ có chừng 14.6 chứ. Tôm 14.6 con, 140 ngày nuôi. 135 ngày. Bán giá 270. Bán giá 270.000. Cái này 3 tấn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.